Sáng nay, Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống COVID-19. Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho bà con khu dân cư trong công tác phòng chống dịch. Các tổ xung kích cựu chiến binh ở các bệnh viện thông tin kịp thời về diễn biến dịch bệnh, động viên cán bộ hội viên và người dân yên tâm và công tác phòng chống dịch của thành phố. Cùng với lực lượng chức năng, các hội viên cựu chiến binh còn tham gia ứng trực tại các điểm chốt chặn, khu vực cách ly, góp phần khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Hơn một tháng qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã kêu gọi ủng hộ số tiền hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cho các tuyến đầu chống dịch. Thời gian đến, các cấp Hội Cựu chiến binh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Cùng với đó, triển khai nhiệm vụ công tác hội, phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.